Tôi Liêm xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel trong ngày thứ bảy hôm nay. Và sau đây là bản tin thế giới. Theo Ủy ban điều tra của Liên bang Nga, tính tới chiều ngày 23 tháng 3, thì số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại phòng khoa nhạc trong trung tâm mua sắm và biểu diễn nghệ thuật có tên là Crocus City Hall ở thủ đô Moscow của Nga là 93 người và ít nhất 145 người bị thương theo cơ quan an ninh của Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin về việc bắt giữ 11 đối tượng tình nghi sau vụ tấn công đẫm máu nói trên, trong đó có 4 người liên quan trực tiếp tới vụ việc này. Hiện nay, Nga đang mở rộng điều tra để xác minh thêm những kẻ đồng phạm. Cùng ngay trong một bản tin khác của Nga đưa tin đã xác định được danh tính của 4 trong số 6 người nghi can trong vụ xả súng. Cả bốn phần tử nêu trên đều là công dân của Tajikistan. Các phần tử có độ tuổi từ 21 tuổi, 29 tuổi, 37 tuổi và 51 tuổi. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tới biên giới của dạy Gaza và kêu gọi một lệnh ngừng bắn mới. Trong ngày 23 tháng 3, Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc, đó là ông Antonio Guterres, đã tới thăm biên giới giữa Ai Cập và Gaza để tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn mới nhằm mở đường cho hàng cứu trợ vào vùng lãnh thổ bị tàn phá sau hơn 5 tháng chiến tranh giữa Hamas và Israel. Theo hãng tin AFP, thì chuyến thăm của ông diễn ra trong bối cảnh Israel đe dọa tiến hành một chiến dịch quân sự lớn ở thành phố Rafah, phía nam Gaza, ngay sát biên giới với Ai Cập, bất chấp những lời kêu gọi quốc tế phản đối cuộc tấn công như vậy. Phần lớn trong số 2,3 triệu người dân Gaza đang trú ẩn xung quanh Rafah. Tổng thư ký Guterres dự kiến sẽ tới thăm vùng phía bắc của Ai Cập, một địa điểm chuyển tiếp phần lớn hàng cứu trợ quốc tế cho Gaza qua cửa khẩu Rafah. Trong một diễn biến liên quan, cuộc bỏ phiếu một dự thảo thay thế về lệnh ngừng bắn mới tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã dời sang ngày 25 tháng 3. Các nguồn tin nêu rõ việc hoãn bỏ phiếu ban đầu nhằm mục đích cho phép các bên thỏa thuận thêm về dự thảo này. Hoa Kỳ sắp sót hàng tỷ Mỹ Kim vào căn cứ trên đảo Guam. Theo Bộ Tư lĩnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã yêu cầu thêm số tiền khoảng 11 tỷ Mỹ Kim cho năm tài chính 2025 để đầu tư vào đảo Guam. Số vốn này sẽ ưu tiên để xây dựng những hệ thống phòng thủ chống lại các tên lửa của Trung Quốc Trước đó, ngày 11 tháng 3, chính quyền tổng thống của Joe Biden đã công bố đề xuất ngân sách cho năm kết thúc vào tháng 9 2025, trong đó bao gồm 895,2 tỷ Mỹ Kim được phân bổ cho lĩnh vực quốc phòng tăng 1% so với năm tài chính 2024. Bộ Tư lĩnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đã đề trình danh sách các ưu tiên nhưng chưa được tài trợ và yêu cầu bổ sung 11 tỷ Mỹ Kim. Con số này cao gấp 3 lần so với ngân sách 3,5 tỷ Mỹ Kim của năm trước đó. Hạng mục đầu tiên trong danh sách là 430 triệu Mỹ Kim để phát triển hệ thống chống lại tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình của Trung Quốc. Đảo Guam là lãnh thổ của Mỹ, được xem như là cứ điểm quan trọng nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã xây dựng căn cứ mới tại đây vào năm 2023. Hòn đảo cũng là nơi đặt căn cứ không quân Anderson. Ngoài ra, yêu cầu tài trợ bao gồm 3,3 tỷ Mỹ Kim để xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất và những nhu cầu cấp thiết khi quân đội Mỹ cần phân tán lực lượng khắp Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo hãng tin Reuters, thì rạng sáng ngày 23 tháng 3 giờ Washington, Thượng viện của Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách tài khóa năm 2024 trị giá 1,2 tỷ Mỹ Kim với 74 phiếu thuận và 24 phiếu chống. Sự kiện diễn ra chỉ ít giờ sau khi dự luật này được thông qua bởi Hạ viện của Mỹ với 286 phiếu thuận và 134 phiếu chống. Thực chất thì gói ngân sách đã được thông qua ít phút sau 23 giờ 59 phút ngày 22 tháng 3, hạn chót cho động thái này nếu không muốn chính phủ của Mỹ phải đóng cửa. Điểm đặc biệt của dự luật ngân sách này là chi tới 886 tỷ Mỹ kim cho Bộ Quốc phòng, bao gồm việc tăng lương cho quân nhân Mỹ một điều đáng chú ý khác của ngân sách lần này là không bao gồm hầu hết các gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm các khoản cho Ukraine, Israel, vân vân. Hôm 14 tháng 3, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết sẽ tính tới việc này sau khi ngân sách của năm 2024 được thông qua. Hai cuộc biểu quyết trên đã chấm dứt chuỗi tranh cãi kéo dài 6 tháng giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa về vấn đề ngân sách năm 2024. Trung Quốc phun vòi rong muốn nát tàu Philippines ở bãi cỏ mây. Chính quyền Manila đã cáo buộc Trung Quốc đã phun vòi rồng vào tàu tiếp tế của Philippines ở bãi cỏ mây, làm cho con tàu bị hư hại nặng. Vào ngày 23 tháng 3, thì quân đội Philippines cho biết vụ tấn công đã xảy ra sáng cùng ngày ngoài khơi của bãi cỏ mây, nơi xảy ra nhiều vụ tương tự trong những tháng gần đây. Manila đã công bố các hình ảnh cho thấy một con tàu màu trắng chạy dọc theo và liên tục dùng vòi rồng phun vào một tàu khác. Một hình ảnh khác cho thấy con tàu màu trắng ghi dòng chữ Hải cảnh Trung Quốc băng qua mũi tàu màu xám được xác định là tàu tiếp tế của Philippines có tên là Anaisa May 4, gọi tắt là UM4. Theo quân đội Philippines, các hình ảnh được ghi lại vào sáng ngày 23 tháng 3 khi tàu UM4 đang trên đường tới bãi cạn có tên là Ayang In, tên Philippines gọi bãi cỏ mây. Manila có một đơn vị nhỏ quân đội Philippines đồn trú ở bãi cỏ mây trong khi Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền khu vực này. Vụ việc ngày 23 tháng 3 xảy ra chỉ hai ngày sau một cuộc đấu đầu khác gần bãi cạn Scarborough, một vùng biển đang tranh chấp khác ở Biển Đông giữa lực lượng hải quân Trung Quốc và các nhà khoa học Philippines. Trước đó, thì tàu OM cũng bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng vòi rồng của hải cảnh Trung Quốc ở ngoài khơi bãi cỏ mây hồi đầu tháng này thủ đô của Haiti tiếp tục chìm trong bạo lực ở mức độ chưa từng có. Sáng ngày 22 tháng 3 giờ địa phương, ở thủ đô Haiti thì hàng chục thi thể nằm rải rác trên đường phố và nhiều thi thể đã bị đốt cháy. Những ngày gần đây thì tình trạng này thường xuyên xảy ra sau các cuộc đụng độ ác liệt giữa lực lượng cảnh sát và băng nhóm tội phạm có vũ trang. Các thi thể chất đóng ở trên đường cho đến khi xe cứu thương đến mang tất cả đi an táng tại một ngôi mộ chung. Chương trình Lương thực Thế giới gọi tắt là WFP cùng ngày đã cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực tại Haiti đã lên tới mức chưa từng có, trong khi có 4,97 triệu người trong tổng số 11,5 triệu dân của nước này phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính. 1,64 triệu người trong số này đang ở mức độ khẩn cấp. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cảnh báo về tình hình sức khỏe và nhân đạo ở thủ đô Port-au-Prince vốn đang trở nên tồi tệ hơn do sân bay đóng cửa và việc tiếp cận với cảng biển rất khó khăn trong bối cảnh khu vực xung quanh đã bị các băng nhóm vũ trang kiểm soát who cũng không loại trừ tình hình sẽ xấu đi một cách đáng kể trong những tuần tới nếu mà nhiên liệu trở nên khan hiếm và khả năng tiếp cận với các nguồn cung cấp y tế thiết yếu không sớm được cải thiện cụ thể là máu thuốc gây mê và các loại thuốc thiết yếu đã cạn kiệt trong khi chỉ có một nửa trong số các cơ sở y tế của thành phố còn hoạt động trước đó Liên hợp quốc vào ngày 20 tháng 3 đã xác nhận việc vận chuyển 800 kg thuốc men tới Haiti bằng đường hàng không bao gồm túi máu vật tư y tế cùng với nhân viên nhân đạo trong khi đó ngày càng có nhiều người Haiti chạy trốn bạo lực thì lại bị các quốc gia láng giềng chặn lại trên đường di cư bất hợp pháp và gửi trả về quê hương Cầu ủy Liên Hợp Quốc và người tị nạn kêu gọi các nước hãy tạo điều kiện và tránh trục xuất người Haiti. Mạng xã hội của ông Trump sắp được bán với giá 5,7 tỷ Mỹ Kim. Cựu Tổng thống Mỹ ông Donald Trump vừa tiến một bước gần hơn đến vịnh mây lớn từ công ty truyền thông xã hội của ông sau khi các nhà đầu tư chấp thuận vụ sát nhập trị giá 5,7 tỷ Mỹ Kim. Với thỏa thuận này, thì định giá cổ phần chi phối mà ông Trump nắm giữ trong ứng dụng True Social là khoảng 3,3 tỷ Mỹ Kim. Khoản tiền bất ngờ này có thể đóng vai trò than chốt khi cựu tổng thống Donald Trump đang vật lộn với vấn đề tài chính vì một loạt vụ kiện, bao gồm việc phán quyết đầy tranh cãi và nhiều người tại New York cho là bất công, đòi phạt ông Trump 454 triệu Mỹ Kim trong vụ án dân sự tại New York. Vào ngày 22 tháng 3, các cổ đông của Digital World, công ty có kế hoạch niên yếp Trump Media and Technology Group trên thị trường chứng khoán thông qua xác nhập đã bổ phiếu ủng hộ thương vụ này. Tuy nhiên, dù thỏa thuận được hoàn tất trong tuần tới, ông Trump sẽ không được phép bán bất kỳ cổ phiếu nào của mình trong công ty trong 6 tháng dựa trên các điều khoản mà ông đã đồng ý trước đó. Thỏa thuận này cũng sẵn sàng cung cấp khoảng tiền mặt 300 triệu Mỹ Kim cho Trump Media Technology Group, công ty mẹ của True Social. Công ty truyền thông xã hội này lỗ 10,6 triệu Mỹ Kim từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2023 với doanh thu là 3,4 triệu Mỹ Kim. Công ty tự cấp vốn bằng cách vay 40,7 triệu Mỹ Kim thông qua phát hành kỳ phiếu. Hồi tháng 2, Digital World cho biết, True Social cho đến nay đã có 8,9 triệu lượt đăng ký. Trong khi đó, mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk có hơn nửa tỷ người dùng. Ông Trump có 6,7 triệu người theo dõi trên True Social. Trong khi đó, ông có hơn 87,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X bốn hãng công nghệ lớn đồng loạt kiện Apple. Theo Tech News Space thì các thương hiệu công nghệ lớn như là Meta Platform, Microsoft, X và March Group đã đồng loạt kiện Apple vì những hạn chế mới đối với hệ thống thanh toán bên thứ ba trên App Store. Theo đơn kiện, Apple đang áp đặt những yêu cầu cực kỳ khó khăn đối với các nhà phát triển muốn sử dụng hệ thống thanh toán bên ngoài. Những yêu cầu này bao gồm phí hoa hồng Apple muốn lấy 12 cho tới 27% doanh thu từ các nhà phát triển chọn không sử dụng hệ thống thanh toán của Apple. Điều thứ hai là quy tắc phức tạp. Các nhà phát triển phải tuân theo hàng tá quy tắc và hạn chế để có thể bao gồm một liên kết mua hàng bên ngoài trong ứng dụng của họ. Kế tới là hạn chế về chức năng. Apple cấm các nhà phát triển sử dụng các tính năng nhất định, chẳng hạn như thông báo đẩy cho các ứng dụng sử dụng hệ thống thanh toán bên ngoài. Các nhà phát triển cho rằng những hạn chế này đã vi phạm luật cạnh tranh và gây hại cho người tiêu dùng. Họ lập luận rằng việc cho phép các hệ thống thanh toán Bên thứ ba sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh và dẫn tới giá thấp hơn và dịch vụ tốt hơn cho người dùng. Bộ kiện này là một phần trong cuộc chiến pháp lý ngày càng gia tăng giữa Apple và các nhà phát triển ứng dụng. Epic Games, là nhà phát triển của trò chơi Fortnite, cũng từng kiện Apple vào năm 2020 và vụ kiện đến nay vẫn đang được tiến hành kết quả của vụ kiện có thể làm tác động lớn tới tương lai của app store và cách thức hoạt động của các hệ thống thanh toán di động ngoài ra vụ kiện cũng cho thấy sự quan tâm ngày càng gia tăng của các cơ quan quản lý đối với hành vi độc quyền của các công ty công nghệ lớn khả năng mua nhà của dân mỹ sẽ ảnh hưởng tới bầu cử tổng thống Tâm lý của người tiêu dùng về giá nhà sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc người Mỹ lựa chọn tổng thống vào năm 2024. Trang National Mortgage News dẫn xét dựa trên một nghiên cứu mới của công ty địa ốc Redfin. Hơn một nửa số hộ gia đình tại Mỹ, 53,2% cho biết lá phiếu của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi khả năng chi trả nhà ở theo kết quả của một cuộc khảo sát diễn ra vào tháng 2. Trong nhóm này, có 17,9% hoàn toàn đồng ý rằng khả năng chi trả sẽ ảnh hưởng tới quyết định bầu cử của họ, trong khi 35,3% đồng tình một phần. Một kinh tế gia trưởng tại Redfin cho biết kết quả này chỉ ra rằng những thách thức đáng kể trên thị trường nhà ở hiện nay đang ảnh hưởng tới sự lựa chọn của người dân Mỹ do lãi suất và giá cả tăng cao cùng với nguồn cung cấp nhà ở hạn chế tất cả đều làm cho việc sở hữu nhà trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trong gần một nửa số hộ gia đình còn lại, có tới 19,9% tham gia khảo sát cho biết khả năng chi trả nhà ở không ảnh hưởng tới quyết định bầu cử tổng thống của họ, trong khi 26,9% khác không đồng ý với quan điểm này, nhưng ở mức độ thấp hơn. Dù họ có nghĩ rằng giá nhà cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới lá phiếu của họ hay không, thì 64,2% số người được hỏi cho biết việc thiếu khả năng chi trả khiến cho họ cảm thấy tiêu cực về nền kinh tế và nó trái ngược với các báo cáo hàng tháng thường chỉ ra quốc gia sau đại dịch đang phục hồi mạnh mẽ. Hút thuốc lá làm tăng mở nội tạng Một nghiên cứu mới cho thấy hút thuốc lá thực sự là tăng mở nội tạng. Loại mở nằm sâu ở bên trong bụng có liên quan tới nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, đột quỵ và mất trí nhớ. Các nhà nghiên cứu từ trường đại học Copenhagen tại Đan Mạch đã kết hợp kết quả của các nghiên cứu di truyền khác nhau của hơn một triệu người họ xem xét liệu những người có gen liên quan tới hút thuốc lá có xu hướng phân bố lượng mỡ trong cơ thể khác với những người không hút thuốc hay không phân tích cho thấy việc bắt đầu hút thuốc lá và hút thuốc suốt đời có liên quan tới việc tăng mỡ bụng các nhà nghiên cứu cho biết đây là mỡ nội tạng nó bao quanh các cơ quan ở bụng chứ không phải là mỡ dưới da mỡ nội tạng rất khó nhìn thấy bạn có thể có bụng phẳng nhưng vẫn có lượng mỡ không tốt cho sức khỏe, làm tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Theo tiến sĩ German Karastila, là tác giả chính của nghiên cứu cho biết, ảnh hưởng của việc hút thuốc lá đối với mỡ bụng dường như là xảy ra bất kể các yếu tố khác như là tình trạng kinh tế xã hội, sử dụng rượu, ADHD hoặc là mức độ chấp nhận rủi ro của một người nào đó. Số liệu cho thấy, hiện có khoảng 28,3 triệu người trưởng thành hút thuốc lá ở Mỹ và con số này đã giảm trong thập kỷ qua. Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng nicotine là hoạt chất trong thuốc lá ngăn chặn sự thèm ăn và tăng cường trao đổi chất. Thái Lan là nước xuất khẩu kem số 1 châu Á. Theo Cơ quan Chiến lược và Chính sách Thương mại gọi tắt là TPSO, thuộc Cục Ngoại thương Bộ Ngoại thương Thái Lan, xuất khẩu kem của Thái Lan tăng năm thứ 7 liên tiếp đạt 148,21 triệu Mỹ Kim vào năm 2023. Tổng giám đốc của TPSO cho biết các sản phẩm kem vẫn có tương lai ngọt ngào cho các nhà sản xuất Thái Lan với giá trị xuất khẩu tăng 7,3% trong năm ngoái và tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm là 12,43% trên năm. Thái Lan hiện là nước xuất khẩu kem số 1 châu Á và đứng thứ 11 của thế giới. Tính riêng trong tháng 1 2024, Thái Lan đã xuất khẩu khối lượng kem đạt giá trị là 9,91 triệu Mỹ Kim, tăng 10,1 so với cùng kỳ năm ngoái. Năm thị trường kem nước ngoài hàng đầu của Thái Lan là Malaysia với 29,5% thị phần, rồi tới Nam Hàn 11,3%, Việt Nam 9,5%, Singapore 6,5% và Campuchia 6,3%. Tổng giám đốc của TPSO nhấn mạnh Thái Lan có lợi thế về nguyên liệu nội địa tạo ra hương vị nổi bật, trong đó có kem sầu riêng. Ông cũng lưu ý rằng, Nhu cầu toàn cầu đối với kem ngày càng gia tăng khi trích dẫn nghiên cứu của Aeromonitor International cho thấy thị trường kem của thế giới đã tăng 8,8% lên 86,719 tỷ Mỹ Kim vào năm 2023 so với một năm trước đó. Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm tuần thứ hai liên tiếp do nhu cầu từ châu Phi thấp trong khi giá gạo Việt Nam tăng nhờ Indonesia đấu thầu để tăng nguồn cung. Cụ thể là giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ là nước xuất khẩu hàng đầu của thế giới, đứng ở mức 543 cho tới 550 Mỹ kim một tấn trong tuần qua, so với mức 548 cho tới 555 Mỹ kim một tấn của tuần trước đó. Ngày một xa rời mức cao kỷ lục đó là 560 Mỹ kim mỗi tấn được xác lập hồi đầu tháng này. Theo một công ty xuất khẩu tại New Delhi, thì các khách hàng của châu Phi đã mua đủ lượng dự trữ để đáp ứng nhu cầu ngắn hạn và có ý chờ giá điều chỉnh trước khi tiếp tục mua. Các nhà giao dịch Ấn Độ đã ký hợp đồng xuất khẩu gạo đồ hơn sau khi cơ quan hải quan của nước này thay đổi cách tính thuế xuất khẩu. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá 590 cho tới 595 Mỹ Kim mỗi tấn, so với mức 585 Mỹ kim một tấn của một tuần trước đó. Còn gạo 5% tấm của Thái Lan đứng ở mức 598 Mỹ kim một tấn vào ngày 21 tháng 3, giảm so với mức 615 Mỹ kim một tấn của tuần trước. Các nhà giao dịch cho rằng giá gạo của Thái Lan là giảm do đồng bạc xuống giá, trong khi giá gạo ở trong nước gần như không đổi. Đồng bạc của Thái Lan là giảm 0,5% so với đồng Mỹ Kim trong tuần này hãng Stellantis đang tiến hành triệu hồi gần 318.000 xe sedan hiệu Dodge và Chrysler trên toàn thế giới để khắc phục lỗi túi khí. Theo thông báo của Stellantis, thì việc triệu hồi được áp dụng đối với một số mẫu xe cỡ lớn Dodge Charger và Chrysler 300 xuất xưởng trong thời gian từ năm 2018 cho tới 2021. Do bộ bơm hơi túi khí của những xe này do công ty của Nhật sản xuất có lực quá mạnh, theo đó có thể phát nổ và gây thương tích đối với những người ngồi trong xe. Các tài liệu do Cơ quan Quản lý An toàn và Giao thông cao tốc của Mỹ công bố ngày 22 tháng 3 cho rằng độ ẩm có thể xâm nhập bộ bơm hơi do lỗi sản xuất, gây ra hiện tượng ăn mòn và nứt. Theo Stellantis, túi khí có thể bung ra ngay cả khi không xảy ra va chạm do nhiệt độ cao ở trong cabin. Hiện nay thì Stellantis đã nhận được 7 yêu cầu bảo hành và một số yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật từ khách hàng. Tuy nhiên, chưa ghi nhận được bất kỳ sự cố gây thương tích nào, hầu hết các xe bị triệu hôi đều ở Bắc Mỹ. Stellantis cho biết các đại lý sẽ tiến hành thay thế mô đun túi khí ở hai bên của những xe cần khắc phục lỗi. Chủ sở hữu xe sẽ nhận được thông báo kể từ ngày 3 tháng 5 tới. Theo ước tính của Stellantis, thì số xe cần khắc phục chiếm 1% trong tổng số xe được hãng xuất xưởng trong thời gian nêu trên. Trong bản tin liên quan tới sức khỏe, tuần này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thức uống từ trái sung có tác dụng không ngờ cho bệnh tim mạch. Trái sung là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào. Theo tiến sĩ Sanchi Kuma, là bác sĩ tư vấn tại Ấn Độ, đã giải thích những tác dụng của việc uống nước sung vào buổi sáng khi bụng đói. Thứ nhất, giúp giảm cân. Trái sung còn có hàm lượng chất xơ cao, mang lại cảm giác no, có khả năng làm giảm lượng calo tổng thể. Hơn nữa, nước sung còn giúp tăng cường trao đổi chất, góp phần kiểm soát cân nặng hiệu quả. Thứ hai là tốt cho tiêu hóa. Một hệ thống tiêu hóa mạnh khỏe bảo đảm cho sức khỏe đường ruột. Vì trái sung có nhiều chất xơ nên nó làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề liên quan tới đường ruột như là táo bón, đầy hơi và ở chua bằng cách thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Điều thứ ba là điều hòa lượng đường ở trong máu. Đối với bệnh nhân tiểu đường thì trái sung được coi là có hiệu quả trong việc kiểm soát lượng đường ở trong máu. Chúng chứa một hợp chất có tên là acid collagen giúp cải thiện quá trình chuyển hóa glucose. Điều thứ tư là tốt cho sức khỏe của xương nước sung cũng có thể làm nên kỳ diệu cho sức khỏe của xương. Theo một nghiên cứu, sung có nhiều chất dinh dưỡng như là canxi, phosphor và magie giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan tới xương. Thường xuyên uống nước sung sẽ giúp xương chắc và khỏe hơn. Điều thứ năm là tăng cường miễn dịch. Giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, nước sung giúp tăng cường hệ thống miễn dịch một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ sẽ giúp cho cơ thể chống lại nhiễm trùng và ngăn ngừa bệnh tật. Điều thứ sáu là tăng cường sức khỏe tim mạch. Sung là nguồn cung cấp calo dồi dào, một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mức huyết áp mạnh khỏe. Uống nước sung thường xuyên sẽ tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách giúp điều hòa huyết áp và giảm căng thẳng cho tim. Và điều thứ bảy đó là thuốc giảm căng thẳng tự nhiên. Theo Hiệp hội Tim mạch của Hoa Kỳ, Sung chứa 8% magie, một loại khoáng chất được biết tới có vai trò làm giảm căng thẳng và thư giãn. Vì vậy, uống nước sung sẽ giúp giảm bớt căng thẳng và góp phần mang lại cảm giác bình tĩnh. Bạn có thể làm nước sung bằng cách ngâm 3 cho tới 4 trái sung khô trong nước qua đêm, sáng ra vớt sung ra rồi lấy phần nước, thêm chút mật ong hoặc là đường tùy theo độ ngọt rồi uống vào buổi sáng khi bụng đói hoặc là trước bữa ăn. Và đến đây thì bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel cho ngày thứ bảy xin được khép lại. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm và chú ý theo dõi của quý vị. Đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này ngày một tốt hơn. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Tôi liền kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.